Hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trên cái kênh YouTube của Đinh Nguyễn 167. Thì cái kênh Đinh Nguyễn 167 là cái kênh chia sẻ về sửa xe máy. Và trong cái thời gian mà rảnh rỗi á, thì mình cũng đăng những cái trò chơi về game như là đua xe tăng, rồi giải trí. Nó mang cái tính chất giải trí, giải khuây cho anh em. Thì mình hôm nay mình lên đây để mà bày tỏ những cái tâm tư với anh em về cái nghề sửa xe gắn máy. Thì cái kênh này thành lập tới bây giờ nó cũng được khoảng 5-6 tháng rồi đó anh em. Thì mà nói thật với anh em á, cũng nhận được những cái phản hồi của anh em và được anh em quý của chú anh chị, những người làm YouTube, những anh em đang sử dụng xe gắn máy, và có cả những cái anh em mà đang học cái nghề sửa xe gắn máy theo dõi. Thì lời đầu tiên mình cho phép mình rất cảm ơn cô chú anh chị cũng như anh em rất là nhiều. Trải qua làm YouTube cũng rất là lâu, và làm cái nghề sửa xe này nói vậy chứ lâu không lâu, nhưng mà nhanh không nhanh, nhưng mà mình cũng đúc kết ra được nhiều cái kinh nghiệm để mà chia sẻ cho anh em, là riêng về cái vấn đề sửa xe gắn máy. Sửa xe gắn máy bây giờ thì nó có nhiều loại lắm anh em ạ. Cái dòng mà một là anh em chọn theo cái con đường mà gọi là những người lớn tuổi làm những cái xe mà ngày xưa 78 cái nén 81 86 67 là một dream thái được các thứ xe phổ thông. Rồi cũng có anh em thì chọn cái con đường là dòng xe cao cấp, đa phần là xe FI, SH, Vision, các thứ vân vân. Rồi thì có những anh em thì gọi là cũng không theo xe cũ xe mới gì hết, anh em chỉ có mở tiệm ra rồi rửa xe rồi thay vỏ thay ruột các thứ, nói chung là làm như thế nào mà để có cái đồng tiền mà trang trải trong cuộc sống á. Thì cái video hôm nay mình không có phát trực tiếp, mình muốn ngồi để nói để cho mình em hiểu như thế này nè. Nó có hai vấn đề về cái phương diện á, của người thợ sửa xe cho anh em nghe ha. Thực ra mà nói á, anh em làm nghề sửa xe càng va chạm nhiều thì càng nâng cao tay nghề. Nhưng mà cái điều kiện nào để mà cho mình va chạm, cái đó là một việc. Ở nông thôn là nó khác, ở thành thị nó khác, hai chuyện nó khác nhau. Ở thành thị hay còn nó trắng ra là ở thành phố, anh em có thể va chạm rất là nhiều dòng đời xe. Anh em có thể là có nhiều cái điều kiện để mà làm hơn. Về phụ tùng, chi tiết máy móc, về ngay cả là thợ tiện các thứ, cái gì cũng hơn ở nông thôn. Hơn ở đây là hơn cái gì? Nó hơn ở cái đa dạng phụ tùng, nó hơn ở cái trình độ thợ tiện. Đó là tôi thẳng. Chỉ cá biệt một số trường hợp là thợ tiện ở quê giỏi hơn tôi nói thật anh em. Chứ còn tôi nói thẳng, bây giờ mình nói á, đâm ra anh em đừng có buồn. Một cái tỉnh nào ở xa xôi á, thì cái mức độ thợ tiện họ gia chạm cũng giống như một ông thợ sửa xe ha. Có gặp nhiều loại xe thì mới gia chạm mới biết. Thợ tiện cũng vậy thôi hả? Dù vậy. Chứ còn nhiều anh em á, quan niệm rằng là có nhiều anh em hỏi tôi nhiều câu hỏi mà tôi cũng hay phân ra ngoài. Anh em ráp một cái bộ nồi rim nồi quay mà chưa có xong, chưa còn biết là nó hú do đâu, nó hú nó giọng do đâu nó giọng. Rồi anh em đi hỏi là cái gì điện FI các thứ vân 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 vân. Rồi bít tông thì anh em hỏi này bao nhiêu ly, cái bao nhiêu ly, tôi cảm thấy tôi nói thật, nói anh em đừng có buồn. Cái gì nó cũng phải có căn bản nó giống như xây nhà mà không có móng vậy đó. Anh em xây nhà phải có móng. Anh em muốn làm những cái xe đời mới thì anh em phải biết được những cái nguyên tắc cơ bản của nó ở cái dòng xe đời cũ. Ví dụ như là xe 4 cái chu kỳ hút nén đốt xả thì anh em phải biết được khi nào cái chiếc bắp xăng nó mở ra để nó hút xăng, khi nào thì nó xả qua cái chiếc bắp xả. Điểm chết trên là cái gì? Là khi
biết tông đi lên, biết tông đi xuống như thế nào. Nói ở đây không phải là tôi dạy đời anh em, không phải. Tôi chỉ nói đối với những anh em mà mới vô nghề, để mà anh em rút thêm cái kinh nghiệm. Anh em phải biết được cái nguyên tắc của cái bơm nhớt nó hoạt động như thế nào. Anh em phải mở ra cái bơm nhớt ra, nó nhỏ xíu à. Anh em phải mở ra, ngồi anh em suy nghĩ, anh em tìm tòi. Tại cái đó nó đâu có giá trị là bao nhiêu, anh em có thể làm thoải mái. Tôi nói tập. Rồi cũng có nhiều anh em học nghề, tôi nói thẳng ra nè, gọi là cái căn bản là cái gì. Anh em rã một cái đầu xe người ta đang chạy, một cái máy ra đang chạy, đang hoạt động bình thường, chẳng qua nó yếu hay nó kêu, anh em ráp vô đến nỗi mà nó nổ còn không được nữa. Tại biết sao? Thì tôi nói là cái máy nó tùm lum vậy, nhưng mà muốn cho nó nổ được thì chỉ có xăng lửa và hơi. Anh em ráp dầm hơi nó ẩu quá. Rồi cũng có một số ít anh em thì ráp vô rô đai, nửa chừng tắt máy. Tất nhiên làm lâu lâu làng, sống lâu cũng lâu làng. Nhưng mà điều cái căn bản thì anh em phải biết. Có những anh em vô trong cái kênh chính của mình là cái kênh 2 số 7 á, anh em hỏi. Rồi cũng có nhiều anh em điện thoại hỏi, nhưng mà tôi nghe tôi rất là buồn. Buồn cho anh em là ở chỗ này nè. Anh em á, nói là cái gì em cũng làm hết rồi, cái gì em cũng làm hết rồi mà sao nó không nổ. Tôi nói anh em nó cũng buồn không. Lửa có rồi anh ơi, xăng có rồi, mà hơi có rồi mà nó không nổ. Thì nó giống như anh em không có chịu suy nghĩ. Anh em phải đầu tư vô kiến thức, anh em tìm hiểu cái căn bản thì anh em mới làm được. Rồi tôi tạm thời bỏ qua cái vụ này này nha. Tiếp theo là cái gì? Tiếp theo là có một số anh em á, tôi biết hết á, chứ mà tôi biết đâu. Tại bản thân tôi cũng làm YouTube mà, tôi có một thời gian là làm YouTuber. Thì bây giờ hiện tại bây giờ tôi cũng làm YouTuber, nhưng mà trước kia có một thời gian là tôi, hay tôi nói thẳng là trước kia cũng có một thời gian, thì sau một cái thời gian là hoàn đảo bên cái phần YouTube, để mà cài đặt, để mà chỉnh sửa, rồi làm này làm nọ, thủ thuật cho 3 kênh YouTube. Bây giờ bà kiếm tiền hết rồi, cho nên tôi hiểu. Anh em vô là bình luận là thao thao bất tuyệt, anh em bấm bàn phím nhanh quá, thậm chí là anh em mà coi như là hỏi cái 1 câu 2 câu rồi anh em ráng bấm cho nhanh là 3 câu 4 câu khi người ta phát trực tiếp. Anh em nghĩ rằng vậy là anh em giỏi, còn những người mà lớn tuổi bấm không kịp anh em là ở sao và trả lời không được. Nhưng mà tôi nhìn qua cái nội dung câu hỏi của anh em, tôi nói thật anh em á, anh em hỏi những câu hỏi chất lượng thì tôi trả lời chất lượng. Anh em hỏi những câu hỏi mà không chất lượng, tôi không trả lời chất lượng. Anh em vô đây đùa giỡn, tôi trả lời theo cách đùa giỡn. Còn đối với những mà anh em mà chân thành với nhau, giỡn vui để mà trao đổi cho qua cái không khí, thì tôi rất là cảm ơn. Tôi nói thật, tôi biết chứ bộ, tôi biết anh em nào giỡn, anh em nào đùa, anh em nào vô chọc phá cái kênh của tôi hiểu hết. Và con người tôi sống á là có trước có sau, đâu đó là rõ ràng. Lớn là lớn, nhỏ là nhỏ, học nghề là học nghề, trao đổi kinh nghiệm là kinh nghiệm. Anh em nào giỏi tôi học hỏi. Thậm chí có những anh em nào vô đây hỏi mà có những anh em nào biết trả lời giùm tôi cảm ơn. Đó là những cái video mà tôi phát tiếp. Và tôi nói một cái câu cuối cùng với anh em như này nè. Anh em nghĩ rằng tôi có những anh em nói rằng gọi điện cho tôi phát trực tiếp như vậy, một cái video kiếm được nhiều tiền không anh? Thì các bạn tự tìm hiểu đi. Cái view ở Việt Nam này rất là thấp, 1000 view mới được 0.2 đô. Tôi lên đây chẳng qua tôi yêu nghề, tôi yêu mến anh em đã đăng ký kênh, và tôi cũng hết sức là trân trọng anh em, tôi rất cảm ơn anh em. Nhưng mà tôi ngồi tôi nói 1 tiếng đồng hồ, đa phần 90% là anh em rất là tôn trọng tôi, chỉ còn 10% còn lại là không có tôn trọng tôi. Có những anh em nói rồi thôi em ơi nghỉ đi, 10 giờ rồi mai còn làm. Tôi cảm ơn nhiều lắm, tôi chỉ cần chờ câu nói đó thôi là tôi xuống like. Và những anh em không biết vô xem sao hỏi tôi vẫn vô lễ trả lời. Nhưng có những anh em không hiểu đâu, chưa bao giờ có những anh em nào quan tâm đến cái cuộc sống của tôi, và cũng đừng bao giờ quan tâm làm gì. Điều đó tôi cảm ơn. Nhưng mà anh em hãy đi thẳng vô chủ đề về sửa xe hay cái gì đó, anh em cứ bình luận, cứ hỏi những câu hỏi mà tôi thấy nó mộc mạc, thật tình không biết, thật tình biết rồi thì chia sẻ, tôi cảm ơn.
Còn anh em vô đây một lần nữa mà để mà đôi co hay cái vấn đề gì đó để hơn thua, thì tốt nhất cái điều đó không bao giờ xảy ra trên kênh của mình Đinh Nguyễn 1 số 7, cũng như 2 số 7, cũng như 3 số 7. Đó là mình nói rất là chân thành với anh em. Thì cái lời nói cuối cùng của mình là chúc anh em xem cái video này, cũng như là cái tâm huyết cuối cùng mình muốn trao gửi với anh em, thực chất là mình muốn phát trực tiếp mỗi đêm, đêm nào cũng phát, nhưng mà cứ mỗi lần mà mình nghĩ tới phát trực tiếp thì mình thấy phiền hà một số anh em, và mình cảm thấy không phát trực tiếp được thì tội cho một số anh em, những người chân chính, những người không biết, những người vô đây để mà học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về cái nghề sửa xe, cũng như về cuộc sống ngoài sửa xe ra, là mình sống giữa con người và con người với nhau. Còn một số anh em á thì vô họ băng quơ lắm, họ không hiểu được cái cảm giác của mình. Anh em cứ thử tưởng tượng ngồi nói mà suy tư, rồi phải hoạt động linh hoạt để trả lời cho bao nhiêu câu hỏi trong vòng một tiếng mấy đồng hồ, thì anh em sẽ hiểu được cảm giác của mình. Mình hy vọng rằng cái video này anh em thông cảm cho mình, và tôi không giận trách gì anh em hết, chẳng qua là tôi muốn góp ý để cho anh em cùng nhau phát triển, để cho anh em cùng nhau mà có cách tương tác tốt đẹp hơn. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu không có anh em thì tôi không có ngày hôm nay. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong cái video clip tiếp theo của tôi nha.